Tiên chào cả nhà thân thương. Còn có ít hôm nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Vui quá cả nhà ơi. Mặc dù là bên này đó, đi làm đâu có được nghỉ Tết Nguyên Đán của mình đâu, vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà không khí Tết thì vẫn có nha cả nhà. Khi mà mình bước chân vào những cái ngôi chợ châu Á hay là chợ Việt Nam, người ta bày bán cũng khá là đầy đủ các cái loại bánh mứt và bông hoa. Đặc biệt là cuối tuần có chương trình múa lân và đốt pháo, vui lắm luôn cả nhà ơi. Hôm nay đó thì Tiên đi cái ngôi chợ này là của người Á Đông mình, và nó cũng ở gần nhà thôi. Đó thì Tiên cũng muốn chia sẻ sơ qua cho cả nhà mình xem, thấy được cái không khí Tết của cộng đồng người Việt ở Mỹ nói chung và ở thành phố mà gia đình Tiên đang sinh sống nói riêng. Nào bây giờ Tiên xin mời cả nhà mình cùng xem nhé. Đây là cái khu vực người ta bán hoa tươi. Đường cái là bên này á, hoa cúc cũng nhiều lắm. Tết năm nào Tiên cũng hay mua hoa cúc về nhà trưng á. Mấy cái chậu hoa mai nè, nhìn cũng rất là đẹp nhưng mà không phải hoa thiệt nha cả nhà. Còn đây là hoa mai và hoa đào giả mình mua về để mình tự cắm tự trưng á cả nhà. Hoặc là người ta làm sẵn những cái nhánh hoa mai, hoa đào như thế này nè. Mình chỉ về cắm vào bình thôi. Nụ tầm xuân đây cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Thì Tiên thấy là ở đây người ta bán là 20 đô cho 10 nhánh. Như vậy là một nhánh là 2 đô. Mình có thể mua về rồi tự mình trưng theo cái thẩm mỹ của mình á. Thì bên này Tiên có đứa em á, mua về và trưng như thế này nè cả nhà, rất là đẹp. Một cái bình hoa nụ tầm xuân nè, màu đỏ với lại màu vàng và có màu trắng nữa cả nhà, có 3 màu. Cũng khá là nhiều các cái loại hoa khác nhau, đủ màu sắc luôn, trông rất là đẹp.
gian hàng bánh mứt á, thì Tiên thấy cũng không thiếu thứ gì nha cả nhà. Từ mứt dừa, mứt bí, hạt sen, hạt dưa, đủ thứ luôn. Còn đây là người ta gói sẵn những cái gói quà biếu Tết đó cả nhà. Trông cũng rất là đẹp. Trái cây cũng rất là phong phú. Đây là những trái dừa người ta đã gọt cái vỏ xanh bên ngoài để mình mua về làm một cái mâm ngũ quả cúng đêm giao thừa. Cầu dừa đủ xoài. Bưởi trông cũng rất là tươi ngon. Thì Tết mình cũng hay mua một cặp bưởi về chưng cả nhà ha. Lê táo thì cũng rất là nhiều, đủ loại luôn. Người ta cũng có bán đủ loại kiểu bao lì xì luôn. Còn đây là hạt dưa. Thì một cái hộp như thế này đó, người ta bán là 8 đô. Còn đây là mình mua về để mà mình treo trang trí Tết đó cả nhà. Đủ loại đủ kiểu luôn. Đó thì Tiên cũng cho cả nhà mình xem sơ qua về một cái ngôi chợ Á Đông mà bày bán những cái mặt hàng phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Cuối tuần này đó thì Tiên sẽ đến cái chợ hoa Tết, cũng như là sẽ có múa lân đốt pháo, nó sẽ rầm rộ hơn và sẽ vui hơn. Tiên cũng đi chợ xong rồi, bây giờ về nhà thôi. Bên ngoài trời cũng khá là lạnh, tuyết vẫn còn đó cả nhà.
Hẹn gặp lại cả nhà mình vào video lần sau. Cảm ơn cả nhà đã xem. Dạ, Tiên xin chào tạm biệt.